Hello, xin chào mấy anh em. Thì em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em là hai cái mẫu lồng, một cái mẫu lồng và một cái lục chích cho anh em. Lục quất ha, em xin lỗi anh em ha, lục quất ha. Thì cái lồng này là cái lồng bên em bán chạy nhất nha anh em. Thì giá thành nó rẻ, nhất là giá thành nó rẻ ha. Thành nó rẻ, với hai nữa là nó xài siêu bền luôn nha anh em, siêu bền luôn ha. Anh em coi nè, thì cái này làm bằng nhôm nha anh em, nhôm ba ly dày lắm ha. Thì làm bằng thủ công bằng tay nên những cái mối đều có nện dây quấn rồi nó chắc chắn lắm nha anh em. Thì sau này cái lồng của anh em, thì bên em làm cái lồng, cái cửa nó làm nó cũng rộng rãi nữa, thì bắt ra bắt vô rồi nó cũng dễ nữa, nó không có bị dướng cánh hoặc là dướng lông đuôi lại nó hư lông ha anh em. Thì nó cũng tiện lắm. Thì cái lồng trong này anh em thì nó cũng có đủ phụ kiện khi mà giao về cho anh em ha, là hai cái cống và một cái áo lồng luôn nha anh em, và một cái đế hướng phân ở dưới này thì có cái cây rút ra vô ha. Thì cái lồng này á anh em, em bảo đảm với anh em là xài siêu cứng nha, siêu cứng siêu bền anh em, thậm chí anh em ngồi lên trên cái lồng này luôn nó cũng không có mốp đâu, hoặc là mình lỡ mà làm rớt hay gì xuống nó cũng không có mốp mé rồi anh em, cứng lắm. Vì khi mà em dùng sức của em mà em bóp cái này á, là anh em biết em bóp này là em bóp mạnh nha anh em, bóp mạnh bóp thiệt ha, thì nó không có nhúc nhích gì luôn nha anh em. Thì mấy cái mẫu lồng này á thì ở đây em cũng xài nhiều lắm, em xài nhiều lắm ha. Ở đây đa số là em xài cái mẫu lồng này. Thì cái lồng thì em treo ở đây cũng 5 năm 7 năm thì em thấy cái lồng nó cũng bị thình, nó không có bị hư hao gì chứ nha anh em. Nó quá thì nó xuống màu cái cống hướng phân hay là dưới thôi chứ nó cũng không có hư hao gì đâu anh em. Thì giá thành thì nó lại rẻ. Thì cái C36 hiện tại thì em bán giá là 350 nha anh em. 350 ha. Còn cái C32 thì hiện tại thì bán giá là 290 nha anh em, 290 ha. Anh em cần mẫu này thì alo em ha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha anh em. Rồi, tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái lục quất nha anh em. Cái lục quất này á, đặc biệt là cái lục quất này là đặc biệt lắm nha anh em, đặc biệt lắm ha. Lục quất này là siêu nhạy ha. Thì cái lục quất này anh em thì em làm bằng inox 304 nha anh em, inox không gỉ ha. Đều làm toàn bộ thủ công ha, cầu tử của nó là làm cầu tử cũng làm bằng inox luôn nha anh em, inox 304 ha, tăng độ bền cho anh em luôn. Thì cái lục quất này là đã lắm, đã lắm nha anh em. Thì dưới này nó có cái anh em coi nè, nó có cái ấy mình gài vô nha anh em, có cái khe chỗ ngay cái đầu nè, mình gài vô. Thì cái lục quất này cái cầu tử của nó là ở trong là em làm bằng inox luôn ha, siêu nhạy nha anh em. Khi nó bước lên là đập một cái bụp liền ha. Thì ở trong cái khuôn này á, làm mấy cái khe này anh em, cái khe á, là em làm nó liền nhau ha, nó không có hở quá để khi mà cái con mồi mình nó lú đầu ra thì nó đập xuống thì nó sẽ nguy hiểm nha nè. Em làm nó khít nhau ha. Anh em coi nè, mấy cái mối nè, đan dây đều hết trơn ha, làm bằng inox ha. Trong cái lụp á thì quan trọng nhất, thứ nhất là cái lò xo nha anh em, cái lò xo và cái inox ha. Thì cái lò xo bên đây anh em xài yên tâm nha. Thì cái lò xo này là xo thép không gỉ, thép siêu cứng nha nè, thép siêu cứng, thép mắc tiền ha. Thì quấn tay điện lực nha, quấn tay điện lực nên em bẻ cái lò xo nó dài lắm, lò xo nó dài đó. Khi mình xài mà dài năm á anh em thì nó không như những cái lò xo khác là nó yếu nha. Cái lò xo này mình xài nó còn mạnh nữa nha nè, mạnh cho nó không có yếu như cái lò xo, những cái loại thép thông thường khác nha nè, cứng lắm nha. Thì quan trọng nhất là cái lò xo và cái inox nha nè. Thì em xài hai thứ này thì anh em yên tâm ha. Thì cái độ thủ công thì anh phải nói em làm kỹ lắm nha nè. Thì cái này là cái cửa ngang nha nè, là cửa ngang ha, ngang ha, là mình giải dày lắm nha nè trang ha. Thì cái lập này thì nó cũng nhẹ chứ nó không có nặng nha, khoảng 1 kg nha nè, khoảng 1 kg mấy ha. Vì khi mà mình đi bẫy mình cầm nguyên một ngày nặng quá, mình cầm nguyên một ngày thì nó sẽ mỏi tay lắm nha anh em, mỏi tay lắm ha. Thì em làm cái này thì nó cũng vừa chứ nó không có nặng quá. Thì cái thợ làm cái lập này anh em, là thợ cũng trong nghề là 20 mấy năm nha anh em, chuyên làm cái lập này ha, nên cái lập này nó nhạy cực kỳ luôn, đặc biệt là cái cầu tử của nó khi mà bước lên là đập lưới bóp liền nha anh em. Thì lưới này anh em phải làm lưới siêu bền ha, siêu bền luôn nha anh em. Thì cái lập này nè, tóm lại là khi mà về giá ta anh em là anh em ưng ý, không có điểm nào để anh em chê cho nha. Thì hiện tại thì cái lục quất này á, thì hiện tại thì em đang bán giá là 750 bao phí ship cho anh em thôi, 750 bao phí ship nha nè.
và sắp xếp hàng này, hàng này xứng đáng đồng tiền anh em luôn. Anh em về xài nghĩ lắm nha nè, từ chi tiết nhỏ, từ chi tiết nhỏ, từ inox hoặc là lò xo hoặc là độ thiếu tỉ mỉ thì anh em yên tâm nha, làm tỉ mỉ từ đi từ tí lắm. Mỗi cái mối đường dây anh em quay theo quấn chắc chắc lắm, nhạy lắm nha anh em, nhạy lắm. Anh em xài mua nhiều lắm, anh em mua có khi anh em mua hơn 3-4 cái lụp đấy anh em, mua 2-3-4 cái lụp một người một á, 750 nha anh em. Anh em cần món này thì alo em ha, em giao hàng toàn quốc, số thì em để trên tiêu đề. Thì em bên em thì có nhiều mẫu lắm nha anh em, từ quần áo ngụy trang, lồng nuôi tới lụp thì cũng có nhiều mẫu lắm, lụp chích, lụp quất thì đủ tất cả các loại ha. Thì anh em cần mẫu nào thì alo em, thì anh em điện thẳng trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo. Nếu mà mẫu nào có thì em sẽ báo có và báo giá gửi về cho anh em luôn nha anh em. Thì tất cả các sản phẩm bên em đều không có cọc ha, thì anh em mình tin tưởng nhau ha, đặt hàng ha anh em. Hàng chất lượng nha anh em, chất lượng ha, chất lượng nha anh em. Rồi anh em cần mẫu này thì alo em nha anh em, số thoại em để như tiêu đề, anh em điện số đó hoặc là nhắn tin Zalo ha. Thì hai cái mẫu lồng này thì siêu trâu rồi, bán nhiều lắm nha. Cái mẫu này thì anh em xài siêu trâu luôn nha anh em, không hư đâu ha, bao cho anh em ha, 5, 7, 5, 10, 50 năm là bình thường ha anh em. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em sau nha anh em.